thông báo kết quả hỗ trợ đối tượng khó khăn do đại dịch COVID-19 theo nghị quyết số 68 của chính phủ tính đến ngày 30 tháng 8 năm 2021. Huyện Công Đảo, số đối tượng huyện đã gửi về Sở Lao động Thương binh Xã hội 4.055. Số đối tượng đủ điều kiện Sở Lao động Thương binh Xã hội đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh 3.363. Số đối tượng Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 3.228. Số đối tượng chi trả 3.228 với số tiền 6 tỷ 324 triệu 410 ngàn đồng, đạt tỷ lệ 100%. Huyện Châu Đức, số đối tượng huyện đã gửi về Sở Lao động Thương binh Xã hội 23.246. Số đối tượng đủ điều kiện Sở Lao động Thương binh Xã hội đã trình ủy ban nhân dân tỉnh 21.546. Số đối tượng ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 21.417. Số đối tượng chi trả 19.141 với số tiền 21 tỷ 934 triệu 240 ngàn đồng đạt tỷ lệ 89,37%. Huyện Đất Đỏ, số đối tượng huyện đã gửi về Sở Lao động Thương binh Xã hội 13.559, Số đối tượng đủ điều kiện Sở Lao động Thương binh Xã hội đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh 12.366. Số đối tượng Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 12.206. Số đối tượng chi trả 10.230 với số tiền 13 tỷ 095 triệu 192.000 đồng, đạt tỷ lệ 83,81% thành phố Bà Rịa, số đối tượng thành phố đã gửi về Sở Lao động Thương binh Xã hội 24.754. Số đối tượng đủ điều kiện Sở Lao động Thương binh Xã hội đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh 24.102. Số đối tượng Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 24.047. Số đối tượng chi trả 19.620 với số tiền 30 tỷ 961 triệu 560.000 đồng, đạt tỷ lệ 81,59%. Huyện Xuyên Mộc, số đối tượng huyện đã gửi về sở lao động thương binh xã hội 14.686 số đối tượng đủ điều kiện sở lao động thương binh xã hội đã trình ủy ban nhân dân tỉnh 14.135 số đối tượng ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 14.135 số đối tượng chi trả 11.119 với số tiền 13.886.500.000 tỷ triệu đồng đạt tỷ lệ 78,66% huyện Long Điền Số đối tượng huyện đã gửi về Sở Lao động Thương binh Xã hội 13.014. Số đối tượng đủ điều kiện Sở Lao động Thương binh Xã hội đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh 12.388. Số đối tượng Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 12.388. Số đối tượng chi trả 9.188 với số tiền 13 tỷ 556 triệu 120 ngàn đồng, đạt tỷ lệ 74,17%. Thị xã Phú Mỹ Số đối tượng thị xã đã gửi về Sở Lao động Thương binh Xã hội 21.387. Số đối tượng đủ điều kiện Sở Lao động Thương binh Xã hội đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh 21.360. Số đối tượng Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 19.477. Số đối tượng chi trả 13.716, với số tiền 18 tỷ 345 triệu 270 000 đồng, đạt tỷ lệ 70,42%. Thành phố Dũng Tàu số đối tượng thành phố đã gửi về Sở Lao động Thương binh Xã hội 59.459, số đối tượng đủ điều kiện Sở Lao động Thương binh Xã hội đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh 49.512, số đối tượng Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 46.172, số đối tượng chi trả 23.792 với số tiền 32 tỷ 831 triệu 530 ngàn đồng, đạt tỷ lệ 51,38%. Tổng số đối tượng Số đối tượng các địa phương đã gửi về Sở Lao động Thương binh Xã hội 174.160. Số đối tượng đủ điều kiện Sở Lao động Thương binh Xã hội đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh 158.772. Số đối tượng Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 153.070. Số đối tượng chi trả 110.034 đạt tỷ lệ 71,88%. Như vậy tính đến ngày 30 tháng 8, tỉnh đã thực hiện chi trả với tổng kinh phí như sau: Số các địa phương đã gửi về Sở Lao động Thương binh Xã hội là 257 tỷ 098 triệu 024.000 đồng. Số Sở Lao động Thương binh Xã hội trình Ủy ban nhân dân tỉnh là 230 tỷ 449 triệu 025.000 đồng. Số Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt là 219 tỷ 794 triệu 195.000 đồng. Toàn tỉnh đã chi trả được là 150 tỷ 934 triệu 822.000 đồng